20 giờ rồi và chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh YouTube của mình. Thì thời gian vừa qua mình có làm khá nhiều nước hoa của Nam mà mình quên mất rằng là kênh của mình có các chị em phụ nữ đang theo dõi nữa. Nên là ngày hôm nay thì xin phép anh em mình làm review, chia sẻ cảm nhận của mình về 5 mùi hương khá là phổ biến, dễ tìm kiếm trên thị trường của nhà Maison Margiela Replica. Và chúng ta cùng nhau xem là 5 mùi hương đó là 5 mùi hương nào và những cái mùi hương nào thì chúng ta nên mua. Chúng ta cùng nhau bắt đầu luôn nhé. Trước khi vào mùi hương đầu tiên thì những chai nước hoa của nhà Maison Margiela Replica này họ đang được bán chính hãng tại Aland. Thì mình sẽ để cái đường link ở phía dưới cho các bạn nếu như các bạn nào đang quan tâm đến những cái sản phẩm này nhá. Và chúng ta cùng nhau quay lại mùi hương ở vị trí số 5, đó chính là Bubble Bath, một chai nước hoa mới được ra mắt của nhà Maison Margiela Replica này. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi kiểu hơi kiểu sữa tắm dừa. Thì nó không phải là cái mùi sữa tắm ở trong chai mà nó sẽ là khi các bạn cầm cái bình sữa tắm, cái chai sữa tắm các bạn xịt vào bồn pha nước ra thì cái mùi xà phòng nó sẽ loãng ra mà nó sẽ có hơi kiểu bóng bóng và cái mùi thơm rất đặc trưng của dừa. Thì cái cảm giác đấy như kiểu là các bạn hớt cái bóng lên, các bạn đưa vào các bạn ngửi vậy thì nó sẽ nổ lách tách ở trên mũi các bạn. Với mình thì mình thấy rằng là cái mùi hương này ban đầu thì nó không được nịnh mũi cho lắm, và mình nghĩ rằng là với cái mở đầu như này thì nếu như bạn nào mà kiểu mua nước hoa theo kiểu là người mới thì các bạn thử một phát thì các bạn sẽ không thích. Và cái nét ở cái top nốt này khi các bạn ngửi kỹ thì nó sẽ có một cái chút chua của chanh, và khoảng tầm 15 phút sau thì cái mùi chua của chanh nó sẽ dịu xuống và mùi hương bắt đầu nó khô thì các bạn nhận thấy dừa khá là rõ. Thì ở đây lúc này nó lại trở thành một cái bánh xà phòng bông màu trắng ấy, có cái vị dừa và cái mùi hương này nó rất là mềm mại, nó kiểu hơi kiểu kem rồi mềm rồi kiểu mịn ấy, ngửi thôi là mình có thể hình dung đến cái cảm giác đấy như vậy. Và em này thì khoảng tầm 1 tiếng ở trên da thì các bạn thấy là mùi hương nó mềm mại hơn, thì nhờ thêm một cái nốt hương đó là nốt hương của hoa hồng và xà phòng nó sẽ dịu xuống. Và ở đây lúc này chủ đạo nó vẫn sẽ là dừa, cái vị ngọt rất đặc trưng của dừa. Và mùi hương từ đấy đến cuối thì nó cứ dry down rồi, nó cứ vơi như vậy thôi và nó không có độ biến chuyển nữa. Nếu như các bạn nào thích những cái mùi hương mà nó theo cái hơi hướng kiểu sạch sẽ, hơi kiểu sữa tắm, dừa, riêng các thứ, hay là những cái tông mùi mà nó ngọt, mà nó sạch sẽ thì các bạn nên thử qua Bubble Bath này. Là một cái mùi hương mà nó rất là sạch, mà nó rất là phù hợp với những bạn nữ chắc là khoảng tầm từ 20 đổ ra cho đến tầm 30 tuổi thì sử dụng mùi này khá là hợp lý. Còn sử dụng vào cái thời điểm như thế nào thì Bubble Bath này mình nghĩ rằng là các bạn có thể sử dụng đi làm, đi hẹn hò cũng được, đi làm trong môi trường văn phòng nhá, chứ không mình không nói môi trường ngoài trời, tại vì mùi hương này nó tỏa khá là tốt. Nên là nếu như các bạn làm trong môi trường văn phòng mà nó chật hẹp ấy, thì nó sẽ gây khó chịu cho những người xung quanh, hay là các bạn ngửi cái mùi hương này liên tục thì cũng như là các bạn ngửi cái một cái chai sữa tắm dừa liên tục thì các bạn sẽ kiểu ngấy, nó sẽ hơi ngọt quá. Còn em này thì nếu như mình nghĩ là dành cho những cái bạn nào mà làm ở trong cái môi trường mà kiểu tiếp xúc với trẻ con ấy, như kiểu là giáo viên này, mầm non hay là cô nuôi dạy hổ ấy, thì các bạn xịt mùi hương này mình thấy là mùi hương này bọn trẻ con rất là thích. Và em này thì về cái độ bám tỏa thì nó tỏa hương tầm hơn một cánh tay, nhưng mà về cái độ lưu hương ở trên da thì mình mong chờ nhiều hơn, nhưng mà mùi hương này ở tầm 7 tiếng thôi. Và chúng ta cùng nhau đến với chỉ số 4, đó là Lazy Sunday Morning, một chai nước hoa có thể nói rằng là rất là hot, được rất nhiều chị em phụ nữ mua của nhà Maison Margiela này. Có thể nói là đây là chai nước hoa hot nhất của nữ luôn. Thì mình mới xịt ở đây, khi mà mình xịt ở đây phát mình có liên tưởng đến một chai nước hoa rất là quen thuộc, đó chính là Jo Malone English Pear. Thì đó là một cái mùi lê cùng với xạ như thứ. Thì em này nó có mở đầu khá là giống, và nếu như bạn nào đã ngửi qua Jo Malone English Pear rồi thì các bạn có thể comment xem là cảm nhận xem là cái mũi của mình có đúng không nhá. Uầy, ở đây này lê rất là rõ này, lê cùng với hoa và mùi của xạ. Thì cái mùi hương này nó mang đến một cái cảm giác nó rất là kiểu tươi này, nó rất là sáng và nó mang lại cảm giác rất là kiểu ấm áp ấy, nó rất là gần gũi. Nó như kiểu là cái cảm giác mà khi các bạn đắp những cái chiếc chăn mỏng vào mùa hè thôi, các bạn nằm trên những cái chiếc đệm đắp những chiếc chăn mỏng vào mùa hè thì cái hơi ấm nó từ cái chăn nó phả ra và kết hợp với mùi cơ thể của bạn, và khi bạn lăn đến đâu thì bạn có thể cảm nhận được cái hơi ấm và cái mùi hương đấy. Và ngửi kỹ ở đây thì khoảng tầm nửa tiếng khi các bạn xịt ra thì các bạn thấy là một chút hơi chua, thì mình đoán là cái vị chua ở đây là đến từ hoa hồng, thì nó không phải đến từ những loại hoa quả mà nó đến từ hoa hồng. Thì Tại sao mình nhận ra cái mùi hương này? Tại vì mình có một cái bộ vial mùi, bộ tinh dầu mùi hương hoa hồng tháng 5. Thì ở trong bộ đấy mình có ngửi được những cái gọi là những cái nét đặc trưng, những cái cách làm mùi đặc trưng của hoa hồng ấy, những cái chất đặc trưng làm nên mùi hoa hồng. Thì cái nét chua này mình rất dễ để có thể nhận ra khi mà mình đã ngửi qua cái bộ đấy. Và sau khi cái nét chua của hồng này qua đi thì các bạn sẽ thấy rằng một cái bông hồng nó xuất hiện rất rõ. Lúc này thì mùi của hồng kết hợp cùng với lê, cùng với sạn, nó mang đến một cái mùi hương rất là mềm mại, rất là dịu dàng, rất là nữ tính. Và mùi hương thì nó rất là gần gũi và ấm áp. Và khi mà cái mùi hương này nhớ trên da mình rất là ấn tượng mùi hương này. Tại vì khi mà còn 4 tiếng ở trên da, sau khi xịt 4 tiếng ấy, thì mình thấy rằng là mùi hương này nó lại có một cái hơi hướng hơi kiểu bột giặt. Nó giống kiểu là những cái nước xả vải có mùi hoa hồng ngọt ấy. Và các bạn mang ra, các bạn giặt những cái chăn, xong rồi các bạn phơi ở ngoài đòi nắng, phơi ở ngoài trời đủ nắng, và các bạn rút vào thì nó có một cảm giác hơi nóng này, hơi ấm, và cái mùi rất đặc trưng của những cái đồ mà các bạn được phơi ở ngoài nắng ấy. Và mình tin rằng là đây là một cái mùi hương mà khi mà dry down nó sẽ gần như là chắc chắn là rất nhiều người sẽ thích. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình đánh giá đây vẫn là một cái mùi hương có phần nghiêng nữ hơn. Còn nếu như bạn nam nào sử dụng thì mình thấy là các bạn khá là nhẹ nhàng. Những bạn nam phải nhẹ nhàng, phải kiểu hơi trầm chút, sử dụng những cái mùi hương này nó hợp lý. Và em này thì như mình nói, nó lưu ở trên da mình tầm 6 tiếng, chắc là căng được 6 tiếng. Không hiểu sao, không hiểu trên da các bạn hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Và cái độ tỏa hương của nó cũng chỉ tầm nửa cánh tay quay trở lại thôi. Và mình nghĩ rằng là những cái mùi hương nó có xu hướng như này, kiểu nó chỉ bám sát ở trên da, nó như tạo một cái phòng quanh, tạo một cái lớp xung quanh các bạn thôi, và các bạn gần gũi nhau, các bạn có thể ngửi thấy mùi hương này. Thì nó không phải kiểu bám tỏa khủng khiếp. Và em này thì nó sẽ phù hợp, mình nghĩ rằng là tất cả những bạn nữ, không giới hạn độ tuổi, chỉ đơn giản là một cái ngày mà các bạn hơi lười biếng một chút, các bạn không muốn làm gì, hay là kiểu các bạn đang mùa dịch, các bạn phải làm việc ở nhà ấy, thì các bạn xịt cái mùi hương này rồi các bạn đi pha một cốc cà phê, mua một chiếc bánh sừng bò ăn sáng và xịt mùi hương này làm việc thì hết tầm luôn. Vị trí số 4 rồi đúng không? Chúng ta cùng nhau đến với vị trí số 3 đi. Một chai nước hoa mà mình cũng đã thử qua rồi, đó là Flower Market. Chai nước hoa này thì mình đã có một cái cảm nhận đầu khi mà mình được Minh mời mình review những cái chai nước hoa nổi tiếng của nhà Maison Margiela. Thì cái đường link nó chuẩn bị hiện ở đâu đó ở phía trên này. Đây là một cái mùi hương mà các bạn rất là dễ dàng có thể miêu tả để mình kể cho bạn một cái bức tranh nhá. Nếu mà bạn nào ở Hà Nội thì các bạn có thể hình dung ra là một cái chợ hoa Quảng Bá. Thì đây là một cái mùi hương miêu tả rất là đúng một cái khung cảnh của một cái chợ hoa buổi sáng. Khi bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ giống như kiểu các bạn bắt đầu đi xe máy đến đầu chợ. Và khi đến đầu chợ đấy thì kiểu có một làn gió nó thổi đến mũi bạn, và các bạn nhận thấy mà một cái tổ hợp mùi hoa nó sộc vào mũi. Thì có thể rằng là ban đầu các bạn sẽ không quen với cái mùi hương này. Kể cả mình thấy đó, khi mà mình đi vào chợ hoa thì mới đầu mình sẽ bị ngợp với một cái mùi hương hoa rất là lẫn lộn. Nhưng mà khi bắt đầu cái mũi mình nó quen ở trong đấy tầm 5-10 phút thôi thì bắt đầu mình nhận ra được những cái bông hoa đó là những cái bông hoa gì. Thì ở trong này nó như thế. Thì cái top nốt ở đây nó sẽ là mùi đặc trưng của hoa nhài, một cái loài hoa trắng. Và rồi thì các bạn đã thấy rằng là huệ bắt đầu xuất hiện. Về sau thì huệ xuất hiện này. Và gần như là cái mùi khi mà tầm 30 phút sau khi xịt thì mùi huệ bắt đầu lên rất là rõ. Thì những cái bông hoa ở đây nó rất là tươi, và nó như kiểu là nó chưa phải là kiểu bung nở hết đâu, nó bắt đầu kiểu hơi chớm nở và nó được tưới nước ấy. Về sau thì bạn nhận thấy thêm một cái nét rất là mềm mại của hồng. Luôn luôn là những cái mùi hương nó mang đến một cái nét rất là mềm mại, rất là nữ tính. Và trong này thì có hồng. Ngoài hoa ra thì ở đây không có một cái gì khác, không có quả kiết gì cả, và cũng không có một cái gì nữa cả. Và dry down về sau thì bạn, nếu như cái mũi của bạn tinh thì bạn nhận thấy là nó sẽ có thêm một chút gỗ nữa. Gỗ ở đây thì nó như kiểu là các bạn đến những cái sạp hoa mà các bạn định mua ấy, thì các bạn sẽ cầm những cái bông hoa lên. Thì cái gỗ ở đây họ được những cái sạp gỗ họ tưới nước vào, và nó vô tình cái mùi gỗ nó dính lên cái thân hoa, cái thân kiểu của bông hoa. Và các bạn đưa lên, các bạn ngửi, các bạn sẽ ngửi thấy một chút gỗ ở trong đấy. Thì đấy là toàn bộ mùi hương của Flower Market này. Thì với cá nhân mình đây là một cái mùi hương nó sẽ dành cho những các bạn nữ kiểu tiểu thư, kiểu rất là nhẹ nhàng, các bạn trong sáng, kiểu các bạn những cái chiếc váy trắng rồi đi chụp ảnh ở những cái kiểu vườn hoa, hay là có ngoại là kiểu nhìn là những cái cô tiểu thư rất là nhẹ nhàng, rất là trẻ trung, rất là năng động. Năng động thì không phải, mà nó kiểu tràn đầy sức sống ấy. Những cái cô tiểu thư ở đây thì có phần kiểu hơi có điều kiện một chút ấy. Đấy. Đấy là cái cảm nhận của mình về cái mùi hương này. Và em này thì mình nghĩ rằng là sẽ dành cho những bạn nữ tầm chắc tầm 16 tuổi là có thể xịt được rồi, và đến khoảng tầm từ 28 tuổi, 30 tuổi. Đấy. Và em này thì sử dụng để đi chụp ảnh cũng được này, đi chơi này, đi hẹn hò, tóm lại là nó phù hợp với phong cách của bạn, còn không nhất thiết là phải sử dụng vào những cái gì vì tại vì cái tông mùi hoa trắng thì nó cũng không quá là kén chọn về cái thời điểm sử dụng. Còn về cái độ lưu hương cũng như là độ bám quả của Flower Market này thì nó lưu ở trên da chắc là được tầm 7 tiếng, 6 đến 7 tiếng, nó cũng không phải là quá tốt. Và cái độ tỏa hương thì tầm hơn nửa cánh tay một chút. Và tiếp theo đó là Springtime in a Park, một cuộc dạo chơi tại công viên vào mùa xuân ở Thượng Hải năm 2019. Thì nó sẽ khác với Flower Market, khi mà Flower Market nó chỉ đơn giản là một cái chợ hoa, không có gì khác ngoài hoa cả. Còn ở đây nó sẽ có rất nhiều thứ, chúng ta dạo chơi ở công viên mà. Thì khi mà bạn xịt cái mùi hương ra, cái nét đầu tiên mà các bạn có thể dễ dàng ngửi thấy đó là một cái nét xanh. Thì nó mang đến một cảm giác như kiểu các bạn đang đi ở trên một cái vỉa hè và bên cạnh nó là một cái thảm cỏ khá là xanh. Ở đâu đó sau thảm cỏ đấy thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là nó sẽ có hoa, có cây cối các thứ. Và khi mà tầm 15 đến 20 phút sau khi xịt thì các bạn thấy là nó có một cái độ ngọt của hoa quả, và nó có một cái mùi hơi giống mùi nhài. Thì sau khi mình xem ký đua mình đoán là mùi nhài cơ, nhưng mà sau khi mình xem ghi chú thì mình thấy rằng là mùi hương ở đây nó ghi là hoa lan chuông. Thì đúng thật là hoa lan chuông, thì theo như mình có hỏi anh em mình, hoa lan chuông nó tạo nên một cái nét xanh ngọt khá là thanh. Nhưng mà ở đây mình còn nhận thấy một cái điều, đó là ở đây nó còn tạo ra một cái nét kiểu hơi cay nhẹ. Thì mình đang chưa hiểu là do những cái thành phần nào hay là những cái accord nào nó tạo nên cái nét cay như vậy. Nếu như bạn nào đã xịt qua chai nước hoa này rồi mà có chung cảm nhận với mình cái nét cay ấy, các bạn cũng sẽ bình luận ở phía dưới nhá. Mặc dù mang đến một cái hình ảnh khá là chân thật, nhưng mà cái mùi hương này mình phải công nhận với các bạn rằng là nó có phần hơi nhân tạo một chút. Nó nếu như các bạn ngửi thì nó tự nhiên sẽ có một cái đôi lúc các bạn ngửi thấy là nó sẽ hơi giống mùi bột giặt đấy. Đó, mình không biết là mình có cảm nhận có đúng hay không, nhưng mà mình có cảm giác là thi thoảng nó hơi giống cái mùi bột giặt và nó có phần hơi kiểu synthetic. Nhưng mà mùi chủ đạo của nó vẫn là mùi hoa lan chuông, hơi giống nhài, ngọt cùng với xanh. Và khi dry down ấy, thì cái mùi hương của Springtime in the Park này nó là một cái mùi hương khá là sạch sẽ, đến từ hoa, đến từ xạ. Và với cá nhân mình thì mình thấy là mùi hương này nó thực sự là nó không mang đến quá là nhiều điểm nhấn, nó kiểu khá là bình thường. Nếu như không muốn nói rằng là nó hơi chán so với những cái sản phẩm mà mình đã vừa review qua. Thì em này nó lưu ở trên da cũng thực sự là không quá là tốt, khi mà trên da mình tầm 6 tiếng và cái độ tỏa hương cũng chỉ tầm nửa cánh tay. Đó. Và em này thì mình thấy rằng là nó sẽ phù hợp với những bạn nữ nào mà kiểu không muốn phô ra quá nhiều, hay là không cái nét kiểu nó không kiểu trẻ trung. Thực sự là bây giờ mình đang khó là miêu tả, nó không kiểu trẻ trung như cái mùi hương của Flower Market. Và ở đây thì như kiểu những cô nàng mà đã lấy chồng rồi, đi làm văn phòng ấy, và chỉ đơn giản là muốn một cái mùi hương nó sạch sẽ, nó vừa phải, và nó cũng kiểu vì một cái tên của chai nước hoa này nữa, một phần vì cái tên của chai nước hoa này nó khá là hay thì các bạn mua chai nước hoa đó. Với cá nhân mình thì mình thực sự là mình không ấn tượng quá nhiều với Springtime in the Park này. Và cuối cùng thì chúng ta đến một chai nước hoa nó có một cái dui rất là xanh, nhìn thôi thấy rất mát rồi, đó là Sailing Day. Chai nước hoa này thì trong cái video mình với Minh thì mình cũng đã review qua rồi, và phải nói rằng là đây là một chai nước hoa nó có một cái tông mùi aquatic, nhưng mà mấy cái mình là aquatic làm cho nữ thì nó thực sự là nó không nhiều, nhưng mà đây là một cái mùi aquatic làm cho nữ khá là dễ chịu. Thì khi các bạn xịt ra này thì các bạn sẽ thấy là một cái mùi nước, nhưng mà đây là nước ngọt, nước cùng với một cái loại hoa quả gì đó ngọt, chứ nó không bị cái vai như những chai aquatic của nam thì nó có phần hơi mặn và nó có phần hơi ngợp. Thì ở đây thì mình đoán rằng là trong này nó và cái mùi hương ở đây nó ngửi nó rất là kiểu nó tròn, nó rất là mạnh, nó cảm giác rất là mạnh mẽ nhưng mà nó rất là dễ chịu, nó vừa nó mạnh nhưng mà nó không gây cái cảm giác khó chịu các bạn. Thì mình đoán là có aldehyde ở trong đấy, một cái nốt hương mà làm cho những cái mùi hương khác trở nên tròn trịa hơn và trở nên mạnh mẽ hơn theo cái nhu cầu của perfumer ấy. Thì khi xịt cái mùi hương này ra thì các bạn nhận thấy rằng là một cái mùi nước ngọt của hoa quả rất là dễ chịu. Và khoảng tầm nửa tiếng sau khi các bạn xịt cái mùi hương này lên da thì các bạn thấy là mùi hương này nó bắt đầu lên cái nét aquatic khá là rõ. Nó sẽ có cái vai hơi mặn một chút. Thì mình liên tưởng đến một cái hình ảnh, đó là da. Đó là da các bạn nữ, khi mà các bạn nữ kiểu vừa ở dưới biển lên ấy, các bạn ở dưới biển lên thì mà các bạn ngồi nắng thì bắt đầu cái da của bạn sẽ thẩm khô cái nước biển lại và sẽ kết hợp với kem chống nắng hơi kiểu hơi ngọt ngọt của một cái vị gì đó, như cái đại khái là kiểu dừa hay là xoài, chứ có bạn là một cái loại quả, và nó sẽ có một chút kiểu hơi hơi hoa hồng. Thì ngửi đoạn giữa mùi hương này vô cùng thích. Và dry down thì mùi hương nó sẽ có phần hơi mặn mặn một chút thôi, không bị quá nhiều. Thì đó là toàn bộ mùi hương của Sailing Day, một cái mùi hương mà mình đánh giá là sử dụng cho nữ. Nếu như bạn nữ là thích một cái mùi hương mát mẻ, hay là các bạn nữ nào mà thường xuyên phải có những cái hoạt động ngoài trời nhưng mà thích một cái mùi hương mà ngửi cái cảm giác dễ chịu luôn, thì đây là một cái mùi hương mà các bạn nên thử qua. Chỉ có điều là em này ấy, thì các bạn nên thử nhá, nên thử khoảng tầm 2 đến 3 lần trước khi mua. Tại vì riêng cái nốt aquatic mình cũng đã nói rằng là trong rất nhiều video mình review những cái mùi hương aquatic ấy, thì nếu như không hợp da thì nó sẽ lên rất là tanh và rất là mặn. Thì em này mặc dù da của mình cũng lên aquatic, nó bị tanh, nhưng mà em này trên da mình nó không bị kiểu quá đà, mình vẫn có thể chấp nhận được và mình xếp nó vào chai nước hoa cho nữ. Và Sailing Day thì nó lưu ở trên da khoảng tầm, đó là lưu tốt nhất ở trong tất cả những cái chai ở đây, khoảng tầm 8 tiếng, hơn 8 tiếng đổ ra, và nó tỏa hương tầm một cánh tay, rất là ok. Em này thì cứ bạn nữ nào năng động thôi, tầm 20 tuổi, 18 tuổi xịt cũng được. Và vừa rồi đó là chia sẻ của mình về 5 mùi hương dành cho nữ rất là dễ tìm kiếm ở thị trường Việt Nam. Ở đây có những cái chai rất là hot rồi, có những cái chai nó cũng khá là lạ mà các bạn cũng nên thử. Đó, và những cái điều lưu ý thì không biết là các bạn đã sử dụng qua những cái chai nước hoa nào rồi, thì hãy bình luận cảm nhận các bạn bên dưới. Và nếu thấy video hay thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để nhận được những cái video mới nhất của mình nhá. Còn nếu mua nước hoa thì xem ở link dưới mô tả nhá, chứ mình không rep inbox các bạn suốt đâu. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.